Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết vận hạn của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong năm 2021 Tân Sửu sẽ có những khó khăn trở ngại gì và cách hóa giải ra sao đối với vật phẩm phong thủy có tên gọi là Kim Bài Thái Tuế. Quý vị thân mến, tuổi Tân Dậu năm 2021 có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết sức. Sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ và tài chính sẽ được củng cố vững mạnh. Năm 2021 cho thấy thì cục diện bán hợp thành kim cục mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp càng phát triển mạnh mẽ. Tài chính trong năm cũng được nâng cao, cát khí mang tới nhiều nguồn lợi và có cả cơ hội đầu tư hợp tác làm ăn lớn cho bạn. Có điều thì vận khí may mắn chỉ là một phần nhỏ, thành công hay không vẫn cần phải có sự chủ động tích cực, tự thân phấn đấu của đương số để có những bước đột phá trong sự nghiệp hoặc những kế hoạch đang theo đuổi. Đối với công việc làm ăn thì năm 2021 đương số sẽ đón nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn. Vận quý nhân lại vượng, các dự án hợp tác có nhiều lợi hơn, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Đương số vì thế sẽ mưu sự dễ thành và chí lớn, được thực hiện nhiều không gian thăng tiến hơn. Bản mệnh sẽ thấy được nhiều khó khăn trở ngại trước đó để nay tìm ra được cái phương hướng phù hợp để có thể khơi thông bế tắc, thu về kết quả vô cùng khả quan. Hơn nữa thì đương số còn phát huy tối đa cái vị trí, cái trí sáng tạo của mình, linh hoạt trong cách xử lý mọi việc, nâng cao uy tín và sự trọng dụng trong của cấp trên cũng như là sự đồng thuận của cấp dưới. Con đường phát triển ngày càng thêm hanh thông. Đối với tiền bạc tài chính thì tài chính trong năm 2021 có điều không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí còn thu hoạch được những khoản lợi nhuận khá bất ngờ. Bản mệnh nhận được nhiều dự án hợp tác hơn, đa phần đều có nguồn thu khả quan. Nếu là người làm về bất động sản sẽ càng giành được nhiều cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập. Nên nhớ rằng quý nhân nâng đỡ mang tới không ít cơ hội để có thể tốt đẹp hơn, nhưng quan trọng vẫn là cần bạn phải chủ động giành lấy về phía mình. Còn đối với tình duyên gia đạo thì nhân duyên trong năm 2021 khá lý tưởng, mối quan hệ rộng mở, kết giao thêm nhiều bạn bè và cả đối tác tiềm năng. Tuy nhiên thì cơ hội tình cảm cá nhân lại không nhiều nếu không chủ động nắm bắt. Người đã có gia đình cần đặt mình vào vị trí của bạn đời để có thể suy nghĩ và phát ngôn phù hợp. Đôi lúc bạn có xu hướng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương mà không cần suy xét xem cảm nhận của người ấy sẽ ra sao. Như vậy sẽ rất dễ khiến cho gia đình lục đục, vợ chồng khúc mắc. Còn nếu vẫn đang độc thân, nhân duyên sẽ vượng thì giúp bạn gây được thiện cảm với nhiều người. Dẫu vậy thì nếu cứ ngồi yên chờ đợi thì cơ hội có được hạnh phúc nhưng không nhiều, cần phải chủ động nhiều hơn nữa. Bạn cần phải vận dụng triệt để các mối quan hệ của bản thân để tìm kiếm người phù hợp, nếu không thì tình trạng đơn thân sẽ vẫn còn kéo dài hơn nữa. Còn đối với sức khỏe của mình thì năm nay không có gì đáng lo ngại. Dù ốm đau vặt thì cũng khó tránh khỏi bởi vì do cái giao mùa, nhưng đều là qua loa, sớm được điều trị dứt điểm. Vì thế nên bản mệnh cần chú ý rèn luyện sức khỏe để có thể thường xuyên để tăng cường đề kháng. Ngoài ra thì cần chú ý đi lại cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là phụ nữ mang thai rất dễ nguy hiểm đến thai nhi. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể hóa giải vận hạn năm 2021, thầy Gia Cát có khuyên bản mệnh nên sử dụng cái vật phẩm phong thủy có tên gọi là Kim Bài Thái Tuế. Kim Bài Thái Tuế năm 2021 Tân Sửu là vật phẩm phong thủy nghênh đón Thái Tuế hóa giải vận hạn của 12 con giáp năm 2021. Trong phong thủy, Thái Tuế là một trong những thần sát lớn nhất trong năm. Thái Tuế là mộc tinh vận hành cứ 12 năm sẽ được một vòng, tương ứng với vị trí của 12 con giáp. Mỗi năm Thái Tuế đến một phương, tương ứng với vị trí con giáp ngự trị của năm đó. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế tại Sửu là Dương Tín đại tướng quân. Vậy nên năm 2021 tuổi Sửu sẽ là con giáp đầu tiên bị phạm vào Thái Tuế. Với những tuổi phạm vào Thái Tuế, biết để mà nghênh đón Thái Tuế thì mọi việc sẽ hanh thông. Nếu lỡ không biết mà bị phạm vào thì hung họa sẽ khôn lường. Trong phong thủy từ xa xưa đến nay, mỗi khi năm mới đến sau lễ cúng giao thừa, người ta sẽ thường sử dụng một kim bài Thái Tuế mang theo bên mình để có thể nghênh đón Thái Tuế, xu cát tị hung, đón may mắn và tài lộc trong năm 2021. Kim bài Thái Tuế năm 2021 được mạ vàng 10K, trên có in hình Thái Tuế niên năm 2021 là ngày Dương Tín đại tướng quân, mặt sau có khắc bát quái thất tinh bắt đầu kèm theo niên hiệu của Thái Tuế năm 2021. Khi mang theo kim bài Thái Tuế bên mình sẽ được ngày che chở trong suốt năm 2021, từ đó công việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Quý vị và các bạn thân mến, kim bài Thái Tuế bạn có thể để trong ví, trong bóp hoặc sau ốp điện thoại quý vị nhé, để luôn mang theo bên người. Ngoài ra thì kim bài Thái Tuế sẽ được thầy Gia Cát khai quang chỉ chú và xem ngày giờ cát lành cho bạn khi sử dụng vật phẩm này, nên bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và có thể sử dụng, yên tâm sử dụng vật phẩm này. Kim bài Thái Tuế này bạn có thể đặt mua ở theo số hotline 0989 34 9119 hoặc số 0392 63336. Ngoài ra bạn có thể thỉnh trực tiếp trên website phongthuymayman.vn quý vị nhé.
Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và đừng quên rằng hãy sử dụng ngay kim bài thái tuế để có thể hóa giải vận hạn của năm 2021 Tân Sửu quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.